Xin chào quý thính giả, điểm tin ngày 2 tháng 11 có những tin chính sau. Trung Dũng có bạn gái trẻ tuổi, chị ruột xác nhận họ đại dương Đặng Thu Thảo ly hôn, người dân thành phố Hồ Chí Minh được du lịch Đà Lạt. Ngày 1 tháng 11, diễn viên Trung Dũng cho biết anh đang có tình yêu đẹp với bạn gái kém nhiều tuổi. Theo Trung Dũng, bạn gái tâm lý và cả hai có nhiều điểm chung. ở tuổi 48, Trung Dũng không rốt ruột về chuyện kết hôn cũng như chưa từng nghĩ tới điều này dù người thân bạn bè đốc thúc. Anh muốn tìm hiểu tình yêu đích thực chứ không phải vì trách nhiệm hay ràng buộc. Trung Dũng thừa nhận, anh rất thích trẻ con nhưng việc có con với bạn gái lại là một chuyện khác. Anh tỏ ra lo lắng khi phải nuôi dạy một đứa bé và điều quan trọng hơn, con cái sẽ là sợi dây ràng buộc trong khi anh đang thoải mái, tận hưởng cuộc sống. Trung Dũng được nhiều khán giả nhận xét là ông chú phong độ trong showbiz Việt. Cuộc sống đời tư của anh cũng được nhiều người quan tâm. Nam diễn viên từng bị đồn đoán về giới tính. Hôm mùng 1 tháng 11, diễn viên Vân Trang thông báo đã sinh con lần hai. Nữ diễn viên đăng hình hai chiếc áo sơ sinh có theo tên của hai con và tiết lộ đã sinh đôi, hai nhóc tì chỉ cách nhau một phút. Tên thân mật ở nhà của hai bé nhà Vân Trang là Quinisa và Quinia, hai bé đều nặng 2 cân 8. Tuy nhiên, cô chưa tiết lộ giới tính của hai nhóc tỳ. Rất nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc đến gia đình nhỏ của Vân Trang. mạng xã hội vừa qua xôn xao tin đồn hoa hậu đại dương đặng thu thảo ly hôn chồng chiều mùng 1 tháng 11, chị gái đặng thu thảo lên tiếng xác nhận cô cho biết thông tin này là chính xác ngoài ra đặng thùy trang cho biết đã đoán trước được sẽ có ngày này chị gái của đặng thu thảo cũng tiết lộ thêm hai con trai của nàng hậu đang được cô chăm sóc ngoài ra còn có sự giúp đỡ từ bố mẹ Đặng Thùy Trang cho biết nếu cần thiết lên tiếng trước truyền thông, Đặng Thu Thảo sẽ trực tiếp làm việc đó. Hiện tại nàng hậu chuẩn bị cho cuộc sống mới. Hôm 1 tháng 11, Mạnh Trường đưa vợ con đi nghỉ dưỡng nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới. Anh đăng ảnh cả gia đình trong không gian lãng mạn tràn ngập bóng bay. Anh viết, kỷ niệm 13 năm làm bữa pool party đầu đông, mùng 1 tháng 11 năm 2008, mùng 1 tháng 11 năm 2021. Dưới bình luận, vợ của Mạnh Trường viết, cái lễ kỷ niệm 100 năm mình xóa tới bến nhé. Sau đó Mạnh Trường hài hước trả lời vợ, định hành hạ 100 năm nữa à. Diễn viên Mạnh Trường được nhiều khán giả yêu mến và ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Hôm 1 tháng 11, nghệ sĩ Cải Lương Bình Tinh chia sẻ ảnh đón bình cho cốt của mẹ về nhà cúng 100 ngày. Trong ảnh, Bình Tinh ôm bình đựng cho cốt của nghệ sĩ Bạch Mai. Cô viết, hôm nay lên chùa đón mẹ mập về cúng 100 ngày của mẹ. Sẵn lên ôm hôm chị ấy cho đã. Thấy con gái và Ngọc lên thăm là mừng lắm. Bảo đảm đang cười tuy tuyết toét luôn và hôn lại con gái ban lộc cho con. Trong đợt dịch Covid-19 cao điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tinh mất ba người thân là mẹ, dì và cậu ruột. Trang web Uniqlo Việt Nam mở bán từ ngày 5 tháng 11 sắp tới với hơn 15.000 sản phẩm livewear của thương hiệu thời trang Nhật Bản. Trước đó, ứng dụng di động của hãng đã đi vào hoạt động từ ngày 21 tháng 10 và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Uniqlo Việt Nam là thương hiệu thời trang lớn nhất Nhật Bản. Đến Việt Nam từ cuối năm 2019, hiện Uniqlo có 9 cửa hàng tại Việt Nam, trong đó cửa hàng đầu tiên Uniqlo Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cửa hàng lớn nhất Đông Nam Á của hãng. Tỉnh Lâm Đồng sẽ đón du khách ngoại tỉnh bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Đây là thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng công bố. Nhiều tuyến xe du lịch từ các tỉnh phía Nam lên Đà Lạt cũng có thông báo khởi hành chuyến đầu từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 11. Để được du lịch Đà Lạt trong tháng 11, du khách cần chú ý những điều kiện sau đây: có thể xanh COVID-19 và giấy xác nhận tiêm chủng còn hiệu lực hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 thời gian không quá 12 tháng. Có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đến Lâm Đồng. Bên cạnh đó, trước khi tới Đà Lạt, khách du lịch sẽ dừng chốt ở đèo chuối để các lực lượng chức năng kiểm tra. Mọi du khách cần khai báo y tế trên điện thoại và viết giấy khai báo y tế tại chỗ. Thành phố yêu cầu lễ cưới không tập trung quá 30 người cùng một thời điểm người tham dự, ban tổ chức, nhân viên phục vụ phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19. Đây là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được Hà Nội công bố vào tối 1-11. Trong quy định lần này, Hà Nội đưa ra các biện pháp chi tiết với các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám tang, hoạt động tôn giáo. Đám tang không được tập trung quá 30 người cùng thời điểm và hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người thành phố yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tang. Nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, quy định mới yêu cầu đóng cửa trước 21 giờ. Các hoạt động khác vẫn theo quy định trước đó như được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đảm bảo quy mô phòng tập, công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Hôm 1 tháng 11, Hà Nội cũng công bố cấp độ dịch của thành phố và các quận huyện thị xã, phường thị trấn. Theo đó, cấp độ dịch của thành phố Hà Nội là cấp 2, các biện pháp hành chính áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2. Một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3. Sở Y tế thành phố đã lên danh sách đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi. Thông tin được tránh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 1 tháng 11. Theo đó, thành phố đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho học sinh 12 đến 17 tuổi và nhóm sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh, thành phố khác. Riêng với nhóm trẻ 3 đến 12 tuổi, Sở Y tế cùng các phường, xã đã lập kế hoạch chi tiết đề xuất Bộ Y tế để sử dụng loại vaccine phù hợp. Khi nào Bộ Y tế đồng ý và có hướng dẫn cụ thể, Sở sẽ thông tin chi tiết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội tối mùng 1 tháng 11 ghi nhận 57 ca nhiễm từ 18 giờ ngày 31 tháng 10 liên quan 8 ổ dịch hiện hành. Trong đó, ổ dịch mới phát sinh ở phường Phú Vinh, Hoài Đức đến nay ghi nhận 8 ca nhiễm. 18 ca nhiễm khác thuộc các ổ dịch Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. 8 ca nhiễm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam. 6 ca ghi nhận tại Sài Sơn, Quốc Oai chủ yếu là F1. Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 4.459 ca, trong đó 1.709 ca cộng đồng, 2.750 ca phát hiện tại khu cách ly. Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày 2 tháng 11. Xin chào và cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.